Hello, xin chào anh chị em đã quay trở lại với kênh Cá Cảnh của em nha. Thì địa chỉ của em là ở ấp Thế Hòa B, xã Xuân Thắng, huyện Thế Lai, thành phố Cần Thơ. Em ở gần nhà thờ Thế Lai á anh chị em. Anh chị em nào mà có muốn lại xem cá trực tiếp á thì có thể đến xem trực tiếp nha. Và anh chị em nào ở xa thì em cũng có ship code toàn quốc cho anh chị em mình, nghĩa là mình đặt cá, nhận cá, kiểm tra cá khỏe mạnh, ổn áp thì mình mới trả tiền ha. Em sẽ bảo hành cá cho anh chị em mình sống từng con hết. Nếu mà cá có vấn đề gì thì bên em chịu hoàn toàn trách nhiệm ha anh chị em. Rồi, dòng đầu tiên em lên cho anh chị em mình đó là dòng full get tai bê xanh ha, rất là đẹp luôn. Dòng này thì em đang bán với cái giá đó là 40.000 một cặp. Anh chị em nào bắt combo 3 cặp sẽ là 100.000 nha anh chị em. Và đặc biệt hôm nay anh chị em nào bắt từ 3 combo trở lên đó, từ 300k trở lên thì bên em sẽ hỗ trợ miễn phí ship cho anh chị em mình ha. Tiếp theo là một dòng có một màu xanh huyền bí rất là đẹp luôn. Loại này có tên là Blue Japan á anh chị em, bản đuôi loại này rất là to luôn nha. Đó, anh chị em nào mà thích màu xanh á thì có thể chơi loại này. Đó, bản đuôi xanh, mình xanh rất là đẹp luôn. Loại này anh thích hợp cho anh chị em nào mà nuôi hồ kính á, mình để trong phòng làm việc hay bàn học rất là đẹp luôn ha. Gắn thêm một cây đèn hỷ sinh nữa thì màu sắc con cá nó sẽ lên rất là lung linh luôn. Giá loại này thì là 40.000 một cặp luôn nha anh chị em. Đó, combo 3 cặp cũng chỉ là 100k. Anh chị em nào bắt đơn từ 300.000 trở lên thì bên em hỗ trợ miễn phí ship cho anh chị em mình ha. Đó, mình thích dòng nào, ưng ý loại nào thì mình có thể chụp màn hình lại giúp em, xong rồi mình nhắn qua cái Zalo em để bên góc phải màn hình đó. Anh chị em chỉ cần nhắn qua hoặc là gọi điện trực tiếp cho em để có thể chốt đơn ha. Rồi, em tới cái dòng tiếp theo cho anh chị em mình đây. Đây là dòng gồng xanh nha anh chị em. Loại này thì là gồng xanh Indo. Nó có cái chiếc đuôi hoa văn và trên thân mình cũng có một lớp ánh kim rất là đẹp. Đó, loại này thì đợt này nó lên có hai tay bơi xanh xanh nữa nè anh chị em, nhìn rất là đã luôn ha. Loại này anh chị em lưu ý giúp em là mình nuôi chỗ cái nền nó hơi tối tối xíu anh chị em, như nền đen nè hoặc là nền xi măng á thì mà con cá nó sẽ lên rất là đẹp, giống hệt video em đang quay luôn. Đó, video đang quay thì là hoàn toàn là màu tự nhiên nha anh chị em, chỉ cần bỏ vô cái nền màu đen ra chỗ có tí ánh sáng nắng hoặc là đèn là màu con cá nó sẽ lên y chang như vậy đó. Cho nên anh chị em nào mà khi nhận cá ở trong bọc á, nó em cột trong cái bọc màu trắng gửi cho anh chị em mình, cho nên là khi nhận cá thì có thể màu nó sẽ hơi lợn tí. Anh chị em chỉ cần thả ra cái bể nó có nền đen hoặc là cái nền xi măng tầm 1-2 tiếng thôi, không cần nhiều, là màu nó sẽ lên lại y chang video em quay luôn, rất là đẹp. Rồi, em qua dòng tiếp theo, đây là dòng HB Blue nha anh chị em. Đó, dòng này thì là nửa thân đen xanh HB. Đó, loại này á, thì cũng thích hợp cho anh chị em mình nuôi hồ kính luôn. Đó, anh chị em nuôi hồ kính thì sẽ ngắm được cái chiếc đuôi và thân mình màu đen của nó, và chiếc vây nó cũng to nữa anh chị em. Đó, dòng những cái loại cá bé màu nữa anh chị em nào mà muốn nuôi á thì mình nên chuẩn bị nước trước trong hồ 2 hôm đến 3 hôm giúp em nha, để cho nước nó bay hơi cờ lo anh chị em, khi mà anh chị em mình nuôi cá nó sẽ khỏe hơn. Chứ anh chị em nào mà chưa chuẩn bị nước hay gì hết trơn á mà về á mà xả nước ra, xả nước nước máy ra mà thả cá vô liền là cá rất là dễ bị bệnh túm lắc hay là bệnh nấm luôn nha anh chị em. Đó, cho nên mình chuẩn bị nước trước trong hồ giúp em là có thể nuôi cá được. Mấy loại này anh chị em thấy gì chứ, dễ lắm, chuẩn bị nước trước 2-3 bữa là thả vô cái là nuôi phà ha. Đó, nó sinh sản cũng rất là nhiều. Rồi, loại này là cái dòng HB Blue hồi nãy luôn anh chị em, nhưng mà là góc quay nhìn trên xuống á. Đó, em sẽ cung cấp hai góc quay cho anh chị em mình ha. Loại này thì anh chị em mình nuôi hồ kính cũng đẹp, mà nhìn trên xuống nó cũng đẹp đẹp nữa anh chị em, tại vì nó có cái lớp vảy nhẹ trên thân anh chị em, nó sáng sáng ra nè. Đó, nhìn cũng rất là đã luôn ha. Giá loại này thì cũng chỉ có 40.000 một cặp thôi nha anh chị em. Ai bắt combo 3 cặp sẽ là 100k. Đó, và bắt combo 300k thì em vẫn miễn phí ship cho anh chị em mình ha. Và đúng rồi, bên em nếu mà anh chị em mình bắt combo 300k thì em sẽ gửi cho anh chị em mình bằng một cái thùng mướp nguyên nghe, và bên em không có tính tiền thùng mướp. Đó, cho nên anh chị em mình có thể đặt cá thoải mái ha. Còn anh chị em mà đặt combo 3 cặp 100k, nếu mà đặt 3 cặp tiền ship 30 với lại 130 thì em sẽ ship bằng một cái thùng mướp ghép nha anh chị em. Thùng mướp nhỏ để cho nó vừa với cái khổ của con cá á, cho nên để cho lúc vận chuyển thì nó sẽ không có bị va đập qua lại nhiều. Còn anh chị em nào bắt nhiều á, bắt từ 3 combo 9 cặp thì em sẽ gửi nguyên cái thùng mướp vừa thùng mướp 40-60 cho anh, 40 cho anh, thùng mướp 3 gì? 16 cho 30 16 cho anh chị em mình luôn. Đó, về mình cũng có thể nuôi những cặp cá trong cái thùng mướp đó luôn ha. Rồi, em tới với dòng tiếp theo, đây là dòng HB Get nha anh chị em. Dòng HB Get này thì cũng 40.000 một cặp, combo 3 cặp cũng chỉ là 100.000 thôi nha. Đó, rất là đẹp luôn. Nãy giờ cũng 4-5 dòng á. Anh chị em nào mà nuôi thủy sinh á, cái hồ làm cái hồ mini nhỏ nhỏ, thả 5-6 loại khác nhau.
Vô chung một cái hồ thì hồ cá của anh chị em sẽ rất là đẹp ha. Còn đây là loại bình lưu tạc giăng 2 trong 1 nha anh chị em. Đó, ha, loại này thì cũng 40.000 một cặp. Đó, combo 3 cặp cũng chỉ là 100k. Tại sao gọi là 2 trong 1? Tại vì khi mà tí lưu tạc giăng này đẻ ra thì anh chị em sẽ được hai dòng luôn, một là dòng xem mất cô, hai là dòng lưu tạc giăng. Đó, loại này thì em lai tạo á anh chị em, lai giữa con mái lưu tạc giăng và con trống xem mất cô thì nó đẻ ra giống vậy nè. Nó có tỷ lệ 50-50 á anh chị em. Mua một dòng mà anh chị em được thêm hai dòng luôn ha. Rồi, anh chị em nào ưng ý những cái loại cá bé màu hồi nãy giờ em giới thiệu thì mình có thể nhắn qua cái số Zalo để mình góc phải màn hình nha, hoặc là có thể gọi trực tiếp cho em để có thể chốt đơn nha. Cảm ơn anh chị em rất nhiều.